Hello, em đã quay trở lại channel của HNMO. Thì trong video này đang có share cho anh em một số kết quả mà đang đã share cho anh em cái dự án mà trong buổi livestream trước gần nhất đang đã share cho anh em. Và dự án này đang biết đến từ một người bạn và một số anh em đã và đang chạy dự án này và có kết quả và họ chia sẻ cho đăng. Thì anh em nếu mà muốn xem video đó có thể vào kênh channel HNMO HNMO vào phần sự kiện phát trực tiếp và tìm cái buổi live video này đang hướng dẫn cách demo kiếm tiền affiliate marketing theo cái cách đang làm từ A đến Z, có thể là gọi là mới nhất trong năm nay, và đang sẽ ghim trong phần bình luận để anh em ghim trong phần mô tả để anh em có thể xem lại ha. Đây là một số cái kết quả mà người bạn nó đã share cho đăng này ha. Bạn ấy kiếm được 176 đô từ referral này đó, cũng mới rút tiền gần đây này ha. Đó, đây là một kết quả mà bạn nó chạy từ một số dự án trên công cụ này, Hill Top S. Cái này cũng hơn 1.700 đô này. Khoản này của người bạn thì kiếm được hơn 137 đô này. Đó, và cũng mới rút tiền hôm mùng 10 này. Đang chờ phê duyệt. Đó, thì trong video livestream demo cách kiếm tiền từ affiliate từ A đến Z, đang đã share cho em rất là kỹ, rất là chi tiết rồi. Và buổi livestream nó cũng khá là dài, và nếu anh em cần xem một cách chi tiết cách đăng research, cách đăng triển khai dự án như thế nào thì anh em hãy vào đây xem lại. Còn trong trong cái video này đang chỉ nói tổng quan lại và cho anh em nắm thông tin và có thể bắt đầu triển khai cái cách kiếm tiền từ affiliate marketing này trong thời gian sắp tới. Và cơ hội thì nó luôn nằm ở đó, nhưng anh em còn phải hành động ngay ha. Chúng ta những người có kết quả hơn chúng ta, bởi vì họ hành động nhanh hơn, kết quả họ có, và khi có kết quả thì họ sẽ dễ dàng ra quyết định và lên chiến lược trong những cái hành động tiếp theo ha. Thì nó sẽ nói sơ qua về cách mà đăng đội nhóm các anh em và một số anh em bên ngoài đang làm kết quả và cách triển khai cách kiếm tiền từ affiliate marketing như thế nào ha. Thì cái mô hình mà đăng đang làm nó về tổng thể thì nó cũng khá đơn giản thôi, và thậm chí anh em cũng có thể tự tưởng tượng ra được. Thì đây đó chính là anh em phải research. Công việc đầu tiên là phải làm sao research thật nhiều dự án. Research nó rất nhiều yếu tố, có thể là research về ngách, có thể research về công cụ, có thể research theo traffic, cũng có thể research theo trend, nó rất nhiều. Và bởi vậy đang vẽ hình cái phễu này để cho anh em hình dung rằng cái mục đầu tiên phải lọc thì nó sẽ rất nhiều, là cái mục đầu tiên ha, là hàng trăm hàng ngàn dự án, và mỗi dự án lại có một cái đặc tính riêng, một cái trường hợp riêng. Ví dụ như là một số dự án thì cho chạy cái cách này, với một số dự án thì không cho chạy, có một số dự án thì traffic mạnh chỗ nào ha, tức là kia rất là nhiều. Và anh em còn phải build cho mình những cái cách research ha, rất là chi tiết. Và những cái thông tin này thì trong đội nhóm của Đăng thì làm rất là tốt ha. Tiếp theo là cái phần triển khai các chiến dịch để mà kiếm tiền từ các dự án này. Thì cái phần triển khai này đối với một số mô hình thì nó là free traffic, ở đây Đăng đang dùng là paid traffic hay là ads. Thì Đăng đang tập trung vào mảng là ads. Ads thì có thể có trên Google này, có trên là Bing này, có trên Yandex này, Naver này, vân vân ha. Đó, một số anh em thì có thể sẽ tập trung vào mảng ads display, ads mảng app, hay là app trên các cái đối tác tìm kiếm vân vân ha. Đó thì ad này nắm vai trò là anh em phải có quy trình, anh em phải biết được là thị trường nào traffic đến từ đâu, từ khóa nào hiệu quả, từ khóa nào chuyển đổi cao ha, khung giờ nào, vị trí nào, hay là làm sao để khắc phục được cái vấn đề CPC, hay là làm sao để duyệt cam vân vân ha. Và cuối cùng, cái bước cuối cùng để đơn giản thôi, đó là mình có cái bước quản lý tài chính, hay là giúp cho mình tạo ra một cái dòng tiền thụ động từ vài trăm đô, vài ngàn đô. Và đó là cách mà những người bạn của Đăng, những em trong đội nhóm đang và đã làm trong suốt khoảng thời gian vừa qua ha. Thì đây là một cái mô hình tổng quan mà anh em có thể nắm và có thể chụp lại để mà mình bắt đầu triển khai cái công việc affiliate marketing của mình theo cái hướng này. Tiếp theo Đăng sẽ nói về một số thông tin liên quan đến cái dự án này ha. Đây, Hill Top S. Đó, thì cái cách research nó có rất nhiều cách. Thì ở đây là một cái case study
anh em có thể học hỏi, đó là đăng dựa vào mối quan hệ và những người anh em đã xem lại chỗ đăng ha. Cái key quan trọng nhất hoặc là cái cách research dự án hiệu quả nhất đó là anh em có thông tin từ những cái người uy tín, từ những người có kết quả, thì anh em sẽ bớt được rất nhiều khía cạnh. Thứ nhất là anh em đã có thông tin và có cái bằng chứng cụ thể. Thứ hai là anh em biết được cách làm và các cái rủi ro và các cơ hội. Thứ ba là cái quan hệ nó build lên thì anh em sẽ có thể lấy được những cái thông tin và làm dữ liệu để cho mình trao đổi với những đối tác của dự án đó ha. Thì đang biết được dự án này thông qua một số người bạn ha. Đó, và khi có thông tin như vậy thì đương nhiên về khía cạnh của mình vẫn phải review, luôn phải check lại và mới đưa ra quyết định để triển khai dự án này. Đó. Hiệu tập S. Ok, với đăng thì như vậy là khá ok rồi. Tiếp theo là đăng sẽ qua cái phần là đo lường và đánh giá về mặt traffic. Thì trong cái video livestream đang cũng nói khá là kỹ về cái này rồi. Thì đây đang chỉ nói tổng quan qua thôi. Hiệu tập S này, đó. Traffic này, dòng traffic này. Đó. Tháng vừa rồi tháng 3 là cũng hơn 180k này. Tập trung vào Thái Lan, Lào này, Mỹ này, đó. Độ tuổi này, một số cái những trang web tương tự hoặc là đối thủ cạnh tranh, thì anh em có thể từ một dự án mà từ một dự án này và anh em bắt đầu mở ra rất nhiều dự án khác ở đây ha. Ở đây tất cả dự án này hầu như đều có thể sẽ có affiliate hoặc cái chương trình referral. Tiếp theo là một phần khá quan trọng là phần cái phân bổ về marketing của họ ha. Thì nhiều khi anh em phải nhìn hai chiều. Nhiều khi cái traffic đến từ direct thì có nghĩa là nếu mà mình chạy triển khai best search thì đó chính là mình sẽ làm cá lớn cho ông bé ha. Và ngược lại nó cũng sẽ rủi ro là traffic quá thấp và lợi nhuận không đủ, thì đó là một cái bài toán về chiến lược triển khai để mà nó hiệu quả và không bị lỗ. Nó cũng sẽ nằm trong một số cái chiến lược mà đang share trong cộng đồng của đăng ha. Và phần quan trọng, đặc biệt quan trọng là các từ khóa. Thì anh em dùng là mình đang chạy đăng đang chạy cách là AdSearch là công cụ tìm kiếm và trả phí, trả phí quảng cáo, thì mình sẽ chọn những cái từ khóa nào hiệu quả cao, chuyển đổi cao và chi phí thấp, đúng không ạ? Thì ví dụ các từ khóa thương hiệu này, hay còn mình gọi thuật ngữ SEM ha, thì có thương hiệu ha, các từ khóa thương hiệu này thì ở đây Similarweb cũng sẽ thống kê và list cho anh em các từ khóa rồi, và anh em có thể tham khảo, hoàn toàn có thể tham khảo những cái từ khóa này. Tuy nhiên những từ khóa này đang tại vì cái bản Similarweb này đang dùng bản free, cho nên sẽ có một số giới hạn về về thời gian, về sự delay này, hay là một số cái tính năng, nhưng về cơ bản các thông số này là đã đối đang đã quá ok để mình triển khai rồi. Đó. Thì tiếp theo là anh em đã có sẵn cho mình những thông tin về từ khóa này, về traffic này, đó, về quốc gia này là đã rất ok rồi. Sau đó anh em sẽ mở cho một cái tài khoản Google ha. Thì ở cái bước này anh em sẽ có hai lựa chọn ha. Anh em có thể dùng tài khoản Google Ads cá nhân hoặc là tài khoản đi thuê. Đó thì cái này lựa chọn của anh em thôi. Tài khoản đi thuê á thì anh em có lợi về cái mặt là cái chất lượng của tài khoản sẽ tốt hơn ha. Còn ngược lại tài khoản cá nhân á thì có lợi cho em là anh em sẽ tự chủ động được. Và nhưng mà bất lợi sẽ là khi dính đến những cái khâu về về hoàn tiền thì sẽ mất thời gian hơn. Còn bên tài khoản cho thuê thì cái phí dịch vụ nó cũng sẽ phải có một khoản phí dịch vụ đó, thì anh em sẽ cân nhắc cân đối ha. Thì theo răng anh em mới thì cứ chọn cho mình cái cách là dùng tài khoản cá nhân để tối ưu chi phí, và thường cái chiến dịch này nó cũng không đòi hỏi quá nhiều đâu, để mà mình test thôi đó. Thì ở đây khi anh em tạo tài khoản và vào cái phần như đang có hướng dẫn lúc nãy là vào cái phần switch chuyển qua chế độ chuyên gia, thì anh em bắt đầu vào đây. Thì ở cái phần này là gần như hoàn toàn giống với cái cách mà đăng đã share trong cái buổi livestream này đó, thì anh em lại vào để xem lại ha. Ở đây là sẽ nói không nói chi tiết đó nữa, và đó là những cái gì mà đăng share trong cái video này, và hy vọng rằng trong những sắp tới với những cái dự án, những cái thông tin hoặc những cái cách mình đang làm sẽ giúp cho nhiều anh em có kết quả. Và đăng hy vọng rằng khi anh em có kết quả có thể share cho đăng hoặc là up lên cái trang thông tin cộng đồng để mọi người cùng chia sẻ với nhau và có thêm nhiều thông tin hay, và giúp cho mọi người có thể có kiếm được những dòng thu nhập đầu tiên trên
cái mạng internet này và xu thế trong sắp tới. Anh em đều biết rằng mọi người đều dùng internet, mọi công việc sẽ chuyển đổi số lên internet và bất kỳ công việc nào cũng cần phải có internet. Thì thị trường internet sẽ là thị trường rất là lớn để cho anh em thể kiếm những dòng thu nhập có thể thụ động hoặc là những dòng thu nhập chính hoặc là những dòng thu nhập rất là lớn. Ok, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.